Ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ, để mà theo đuổi. Vâng, sau đây là bài hát của Lê Cát Trọng Lý do em trình bày. Da 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 Em chào anh Trường Giang, em chào anh Trấn Thành. Chào quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay cũng như là đang xem chương trình. Em, có ai làm em giận cái gì không? Dạ không. Mà sao em chào em căng quá vậy? Dạ em run. Thoải mái giãn cơ mặt ra nè, nhìn nè, vui lên, cười tươi cái nè. Cười. Rồi, tươi lại nè, 2, 3. Cười. Ráng cho anh một cái cười mà nó ra cười nha. Thoải mái nè. 2, 3, cười. Rồi, thi. Dạ em đã sẵn sàng. Hay quá, anh rất thích. Kiểu rồi thì... Em có 60 giây. 60 giây, bắt đầu. Từ nhỏ cho tới lớn, ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ, để mà theo đuổi. Vâng, sau đây là bài hát của Lê Cát Trọng Lý do em trình bày. Da 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 da. Anh mồi cho em ba cái mặt cười hồi nãy. Giang nó có đà nó mới đi đó. Tại cái mặt em á, trời ơi, trời phú cho em có cái gương mặt bất biến. Em hiểu không? Mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Coi như là cuộc đời có đổi thay, mặt em vẫn cứ y như vậy thôi, không có làm cái gì hết trơn á. Nó cứ thẳng băng vậy thôi. Đa 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 được 2 triệu. Cho em hát cái bài này được không? Đã em lấy tinh thần. Trời đất ơi. Chứ là bây giờ hát xong. Hát tặng. Vô. Da 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 da. Trời ơi, thi đi, con thi. Tại sao con thi? Để thi luôn. Da 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 da. Hồi nãy giờ bà được 100 triệu rồi. Bây giờ anh Kim thi vòng 2, em làm y chang cho anh nha. Làm y như vậy. Không, tôi không cười đâu á. Em làm đi, đi. Anh trai em làm y chang vậy. Bảo đảm gian cười. Ở vòng 2, nói chữ thi, làm lại đà 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 y như vậy. Rồi hát hoài một câu luôn. Y nha. 60 giây, bắt đầu. Bà không làm được. Đà 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 đa 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 đa. Thôi cho em hát cái bài này đi, hát cái bài này tặng. Trời ơi. À không, bà khoái tặng, tôi kêu bà ca bà thi đi. Thi. Tại em hơi run cho nên mặt hơi căng thẳng. Không có cần căng. Vậy đang vui em ơi. Đang vui. Em có biết là em thắng 2 vòng rồi chưa? Dạ thấy. Ừ. Ca lại bài này chơi vòng 3 chơi không?
dạy cho em hát. Trời ơi. Không, nhiều khi có bài khác sao? Nhiều khi thế là cho em lá hồi điệp khúc thì em thì ủa, em nãy giờ chưa vô điệp khúc à? Dạ chưa, mới dạo nhạc thôi hả? Mới dạo nhạc mà em có 10 triệu rồi đó. Dạo đi chứ vô điệp khúc nhiều khi là không vô à. Đi đi, đang xôm à. Dạ, vậy em ca đúng bài đó, ca đúng cái bài đó. Nhiều khi nó có bài khác, nó không phải đà đà mà chuyển qua đi 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 đi. Đi 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 là về đó, chứ đa là vô đó, đang đa là vô. Cho em thi tiếp nhưng mà em không có dạo nhạc nữa. Rồi, phải dạo một cái rồi mới vô hát tiếp. Quyền của cái người dạo, chơi cái quyền dạo của người chơi là quyền của em. Ừ. Rồi, em có quyền thi tiếp và không dạo nhạc. 60 giây của em bắt đầu. Da 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 da. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an chỗ, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát và trăm lời vô nghĩa. Dạo nhạc, dạo nhạc, dạo nhạc. Ừ, xem chúng ta. Em vượt qua 20 điểm. Em ơi, hên cho em là nó rớt ngay chữ ừ. Chữ ừ. À trăm lời vô nghĩa. Dạo nhạc, dạo nhạc. Ừ, xem chúng ta. Cái mặt em khó chịu lắm. Ừ. Còn hồi nãy á, là em phải sử dụng cái thông minh. Tức là anh và anh Thành là đang bị mắc cười ngay chỗ chữ đà. Là đó là dấu ấn đậm nét nhất từ nãy tới giờ. Nên em cứ buồn tin tin đà 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 là sẽ cười nữa. Đúng rồi. Nhưng mà hên cho em vô ngay chữ ừ. Hiểu không? Dạ. Hồi nãy ngay vòng 3 là anh cứu em đó. Anh kêu em vô lại cái dạo nhạc là dính nữa, khán giả đang vui. Ai ngờ em vô chứ ừ nó còn đậm hơn nữa. Nó vừa nãy nói rồi là có cái dữ nữa mà. Có dữ nữa. Giờ có gì? Có 20 triệu đó nha. Tôi bảo đảm con bé chưa hiểu tại sao nó có 20 triệu. Chưa biết được. Điều đó đến thật là tự nhiên. Bây giờ cho suy nghĩ đó. Có thi nữa hay không? 20 triệu rồi đó, thấy ghê không? Thấy ghê không? Ừ. Dạ. Dạ em thi tiếp. Suy nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Có chiều dữ lắm, đừng có chiều à. Rồi, em có 60 giây, 60 giây của em bắt đầu. Ừ, xem chúng ta hơn thua được chi. Chờ mùa xuân đến từng bờ môi, chờ tình yêu giống như còn thơ. Em lòng khao khát nơi về nương náu. Lời ca biết vui nhưng khi được yêu. Xin chén cơm luôn đong đầy, tình yêu cũng dâng. Xin áo mây đem cho người khắp nơi. Da 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 da. Ráng công mà không được. Trời ơi, nó vòng về. Bà tính hết rồi. Ôi, tụi nó qua rồi, nó vòng về. Nhỏ này ghê thiệt. 40 triệu cho em. Nè, bài này của Lê Cát Trọng Lý đúng không? Dạ, Lê Cát Trọng Lý. Lê Cát Trọng Lý cũng không kiếm tiền nhanh bằng em đâu. Em nãy em cứ đà, không em lấy 40 chài. Thấy hả? Đúng là có đà thiệt á. À. Có đà. Có đà rồi, bây giờ em vô vòng 5 em được 100 triệu đó. Dạ, đối với em 40 triệu rất là lớn. Nhưng mà người ta thường nói tiền bạc là phù du. Em thật ra em đến chương trình này là cũng mục đích đó là được nói chung là thách thức bản thân của mình. Xin hết. Hết là hết đói hay là hết đi? Dạ không, xin hết, tức là em hết. Em thi tiếp nhưng mà em ngừng cái lời nói là tại em run quá. Ê, quá hay luôn. Cái gì? Em ơi, em thi tiếp hả? Dạ em thi tiếp. Anh nói cho em nghe nha, hồi nãy giờ anh đang bị
cái cơn. Khán giả cũng đang bị cái cơn. Nhưng vòng 5 mà 100 triệu là anh phải tự ghìm mình lại đó. Em nhắm em làm cho anh cười thì em vẫn làm nha. Vẫn đà là bà không cười à bà ơi? Không có đâu. Lần này có đà mà anh cũng sẽ ghìm lại. Anh liên em yên tâm đi. Thành không cười thì Giang sẽ cười. Anh nói với em là đã lâu rồi anh Nguyễn Thành chưa cười và chưa có vòng 40 triệu. Tới ngày hôm nay thì rất là ít cho nên em là bây giờ cô hiếm đó. Đang chờ đợi để cười thiệt. 100 triệu dễ về tay lắm. Em đang có lợi thế. Em đang có lợi thế. Dạ em đã quyết định rồi, em chơi tiếp. Thì tiếp kìa. Tiếp. Một tràng pháo tay cho em gái. Rồi nha, bắt đầu nha cưng. Dạ. Em có 60 giây, bắt đầu. Da 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 da. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Sinh tiếng ca đây không ngừng, vui sướng cũng vui. Sinh sống vô tư cho ngày tiếp theo. Da 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 đầu tiên, lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc, một đoạn nhạc chưa hết một bài quất 100 triệu một bài.